Mọi người biết đây là cái gì không? Thì đây chính là một cái điện thoại, nhìn trông giống như là một cái điện thoại bình thường, nhưng mà nó không phải là một cái điện thoại bình thường đối với mình đâu. Đây chính là cái điện thoại mà mình đã dùng để làm YouTube vào khoảng 5 năm trước, vào 2017 á, và nó vẫn còn hoạt động bình thường được nha mọi người. Để mình cho mọi người xem. Đây, mở khóa được bình thường này. Đó, vẫn còn mở được nha. Và có một câu hỏi xuất hiện trong đầu mình là mình thực sự là có thể sử dụng cái điện thoại này để làm YouTube giống như là mình đã làm vào 5 năm trước hay không. Nên là trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng minh điều đó thử coi, để coi là cái món báu vật này của mình thực sự nó bá đạo cỡ nào. Và chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian lại thôi. Ok, quay lại cái thời mà khi chúng ta còn trắng tay nè mọi người, khi mà mình vẫn còn gắn bó với tựa game Minecraft. Và đây chính là video đầu tiên của mình, để mình tua về cái phần mở đầu cho mọi người coi luôn. Cái chất lượng video khá là kém, 360. Hay là mình sẽ thử tái hiện lại cái video này thử coi. Nếu muốn tái hiện lại cái video đó thì mình cần phải tải lại Minecraft, mà cái điện thoại của mình lúc đó thì có thể chơi Minecraft được. Còn bây giờ thì nó lại khác mọi người ạ. Bây giờ là cái điện thoại mình nó cập nhật phần mềm nhiều quá, nên là bây giờ bộ nhớ nó đầy hết trơn rồi, mặc dù mình không có tải gì hết trơn á thiệt. Bây giờ mình sẽ thử vào cái điện thoại của mình xem là nó tính được cái lượng lưu trữ của nó là bao nhiêu. Gì đây? Oh my god! Cái gì vậy? Oh my god! Mọi người nhìn đi, cái phần dưới đây mình có tải cái gì đâu? 50 MB ứng dụng hệ thống là cái gì? Chỉ có mỗi cái YouTube Studio này thôi à. Vậy thôi là mình sẽ thử xóa đi cái YouTube Studio đi. Oh my god, mình nhớ cái hồi mình làm cái điện thoại này á là mình chỉ làm YouTube được với khoảng 300 MB thôi. Chỉ có 300 MB trống để mà làm YouTube thôi. Trời đất ơi, thấy nó khổ quá. Bây giờ mình dọn lại coi nó có đỡ hơn không. Wow, quá là tốt luôn mọi người. Chúng ta bây giờ là có 7.9GB, còn 100MB 50MB còn trống. Wow, bây giờ nhiệm vụ đầu tiên chúng ta là chúng ta cần phải làm sao cho cái điện thoại này đủ bộ nhớ để mà làm YouTube nè. Nó bảo là dung lượng sắp hết rồi, khi mình xóa gì đó nhưng mà đâu còn cái gì đâu để xóa ta. Hay là vẫn còn mà mình không để ý nha. Ví dụ như là có ba cái app Facebook gì đây nè, đủ thứ app gì đây nè mình có thể xóa bớt đi. Đó là cách duy nhất hay sao ta? Trời đến cả... Oh my god! What? Oh, trời ơi mọi người ơi, tin được không? Mình đã làm một điều không thể. Trời đất ơi. 2000 years later. Ngầm trong chổng á, mình mò nãy giờ mới ra được, rồi mình mới xóa được hết. Ok, bây giờ chúng ta đã làm xong được cái bước xóa bộ nhớ rồi. Bây giờ mình sẽ tới cái bước tiếp theo, đó chính là tải lại cái Minecraft phiên bản hồi đó mình đã chơi, chính là phiên bản 1.2.0.91 hay gì đó. Lên lại cái chỗ này. Mình quên mất tải Minecraft crack kiểu gì rồi. Mình sẽ tải crack về. Mình nói vậy chứ đa số các bạn cũng crack giống mình mà phải không? Y chang, hồi đó ai cũng chả crack Minecraft phải không? Nếu mà bạn không crack mà bạn mua game thiệt á thì wow, bạn là thuộc thứ dữ rồi, thiệt á. Bây giờ là 1.0.91 ha. Không biết mình, tại mình nhìn thấy cái trên đây nó không có rõ. Mình thấy cái bản duy nhất ở đây là 0.81 à. Còn 91 mình thấy, chắc 81 á, mà cái gì nó mờ quá. Ok, tải lậu. Đúng rồi, yeah. Oh my god, cái phiên bản này nó cũng gần với cái ngày mình làm cái video này luôn nè. Này là quá chính xác luôn mọi người ạ. Rồi, chọn xe máy là xe đạp hả? Ủa, có thấy cái xe đạp nào đâu? Ủa, ê lừa người hả? Không có chọn gì hết trơn, đi qua, bỏ qua. Đó, chuẩn. Tải về. Wow, hot. Mình đang tải về mọi người ơi. Ủa, đang tải về lẻ nè. Cũng lẻ mọi người. Bây giờ mình sẽ thử tải về cái phần mềm quay phim mình đã dùng hồi đó, chính là MobiZen. Và luôn cả cái phần mềm mình đã dùng để mà cắt ghép video nữa. Đó chính là gì đây? Đó chính là Viva Video hay cái gì nè. Oh man, gì đây trời? Không tải được hả? What the hell? Oh my god, không được thôi, có gì tải khác cũng được. Miễn là bây giờ mình muốn xem thử coi là cái điện thoại của mình có thể nào chơi được Minecraft hay là làm video về Minecraft không? Yeah, chúng ta đang cài đặt Minecraft trên cái điện thoại của bác của mình. Cái điện thoại dây chai của mình nè. Wow, không ngờ điện thoại này còn chơi game được luôn á. 2000 years later. Ơi. Đây rồi. Chúng ta đã tải xong cái Minecraft rồi mọi người ơi. Đây, let's go. Mở ra coi. Để xem có gì, có chạy được game không? Chạy được không? Oh my god. Chạy được nè. Wow, wow, quá xịn sò luôn mọi người. Quá là xịn sò luôn. Hả? What the? Ủa sao nó bị out ra ngoài nhỉ?
Thấy sợ rồi nha. Oh my god, nó phát hiện mình tải lậu Minecraft. Trời đất ơi, cái này là fail rồi. Damn, vậy là không được rồi mọi người ơi. Nếu như mọi người không biết á, thì mình có làm một video về Goblox. Nó nè mọi người, nó nè. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình là VM Mobile hôm nay. Đúng rồi, chính là nó. Roblox bây giờ là 112 MB để mà tải. Không biết có tải đủ hay không nha. Ai chào, mình tính tải lại cái video show cái app editor cũ của mình, rốt cuộc nó bị xóa rồi. Trời, vậy là phải tải lại cái app editor mình cũng đã từng sử dụng điện thoại luôn, chính là KaiMaster. KaiMaster là thuộc dạng editor cho điện thoại thứ dữ nha. Đem, mọi người phải biết á, là mình đang tải mấy cái trò chơi này, mấy cái phần mềm này bằng phiên bản mới nha, nên là nó sẽ nhiều dung lượng hơn. Ủa? No way, không lẽ là cái điện thoại này cũ quá nên mình không thể nào vào được ta, không thể nào sử dụng được nữa. Trời đất ơi, cái gì đây, bitsing video nóng bỏng dễ gì đây. Thôi 124 MB dẹp đi. Đó, mình thấy cái này được nè, 25 MB. Đây, wow, nghĩa là chúng ta chỉ còn khoảng 500 MB thôi là chúng ta có thể làm YouTube trên điện thoại rồi, phải không? Ồ, được rồi. Đây rồi, chúng ta đã có được đầy đủ những cái trang bị rồi. Đó, bây giờ mình đã có phần mềm edit video, phần mềm quay màn hình với lại Goblox rồi. Yeah, bây giờ mình có thể làm YouTube rồi. Ha ha. Mở Goblox được không? Mở Goblox được không? Chắc chắn mở được phải không? Mà biết chơi có mượt hay không nha. Sao mở hoài mà không lên vậy ta? Sao lên lâu dữ, lên hình rất là lâu luôn mọi người. Cái máy này nãy giờ chỉ mỗi việc tải ứng dụng, tải game thôi mà nó nóng rồi. Bắt đầu nóng nó ấm lên rồi nè. Ờ đây rồi. Oh my god. Nhìn này. Oh my god. Wow. Wow, mình đã đăng nhập được rồi, nãy giờ vật lộn lắm mới đăng nhập vô được á. Sau khi có tất cả những gì mình cần rồi đó thì bây giờ bộ nhớ còn lại chỉ còn là 240 MB thôi. Hy vọng là mình làm được nha. Giờ thì làm sao? Bắt đầu thôi. Ok, xong rồi, chúng ta đã xong cái thành quả cho cái video trên điện thoại của mình. Mình có thể nén cái video ra được không ta? Nó bảo là vui lòng giải phóng 5 MB dung lượng để mà xuất ra, mà thôi mình xuất ra chất lượng thấp hơn nó sẽ bớt. Đây rồi, ok. Ôi trời, nó thật sự đang nén nè mọi người ơi. Wow, thì nhìn chung á, kết quả là ok, mình có thể làm YouTube cho những cái điện thoại như thế này. Nhưng mà vấn đề đây là điện thoại nó quá yếu, với lại bộ nhớ nó quá là ít, nên là mình bị giới hạn khá là nhiều thứ. Nói chung là vẫn làm được, chỉ là nó khó thôi. Và ok, được rồi. Nếu như mọi người muốn xem cái video đó thì mọi người hãy vào cái phần mô tả, mình sẽ để cái link của cái video đó. Mình sẽ đăng lên kênh chính của mình mà mình sẽ để không công khai. Ok, vậy được rồi, chúng ta kết thúc video nha. Bye bye mọi người. Bye bye.